Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu tuần vừa qua, học viên lớp cao đẳng được thầy Minh Hạnh giảng kinh Tương Ưng Yếu Lược. Sau đó, thầy Nguyên Định đã giảng Phật Thừa Tông Yếu Luận. Kính mời quý vị cùng lắng nghe tóm lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Tương Ưng, các học viên đã được học về bài kinh Bộc Lưu thuộc phẩm Cây Lau, phần Tương Ưng Chư Thiên. Nội dung của kinh văn cho biết qua lời thỉnh cầu của một vị Phạm Thiên nên Đức Phật thuyết giảng phương thức để vượt khỏi các dòng bộc lưu, gồm có bộc lưu của ái dục, bộc lưu hữu, bộc lưu tà kiến và bộc lưu vô minh. Chúng ta không thể vượt qua những trường lưu bằng cách đứng lại hoặc bằng cách bước tới. Vì bước tới thì sẽ bị trôi dạt, còn đứng lại thì tất nhiên phải bị nhấn chìm. Để vượt thoát các cuồng lưu cũng chính là làm thế nào có thể chấm dứt tất cả phiền não. Các bậc lưu này khác gì dòng mạch sinh tử, lôi kéo chúng sinh truyền miên vô tận. Danh và sắc còn là nghĩa khác của hằng chuyển như bậc lưu, biến diệt không ngừng của năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, theo duy thức học. Do vậy, Đức Thế Tôn chỉ dạy không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bộc lưu. Với túc duyên từ nhiều đời trước mà thiên nhân này sau khi nghe xong lời Phật thuyết đã chứng đắc Tu Đà Hoàng. Sự có mặt của thường kiến làm trôi dạt, ngược lại sự có mặt của đoạn kiến sẽ làm chìm xuống. Sự có mặt của phiền não là trôi dạt, sự có mặt của pháp hành là chìm xuống. Khi có mặt của tham ái và tà kiến là trôi dạt, khi có mặt của các phiền não còn lại là chìm xuống. Mọi thái độ sống tiêu cực là trôi dạt, ngược lại mà quá khích là chìm xuống. Những trạng thái hôn thụy thì trôi dạt, trạo hối thì bị nhấn chìm. Lợi dưỡng nghĩa là trôi dạt, khổ hạnh lại chìm xuống. Ác pháp là trôi dạt, thiện hiệp thế là chìm xuống. Chúng sinh vì có bốn thứ vô minh như: một là do không biết mọi hiện hữu là khổ, đây là cái vô minh trong khổ đế. Hai là do không nhận biết sáu ái là nguyên nhân tạo ra khổ, vì do ưa thích sống trong cảnh sắc của cái thấy, cái nghe, đây là cái vô minh trong tập đế. Ba là do vô minh trong diệt đế nên cũng không biết có một cứu cánh vắng mặt hoàn toàn hai thứ khổ và tập kể trên. Bốn là do vô minh trong đạo đế mà chẳng thấy bát chánh đạo là con đường dẫn đến diệt đế. Người có đủ các thứ vô minh trong tứ đế vừa nêu thì sẽ chọn lấy một trong ba lộ trình sau đây để đi. Một là tìm con đường trốn tránh khổ đau, thực hành điều bất thiện phi pháp do bởi tham, sân, si lôi kéo, gọi là phi phúc hành. Người có chút tâm ý thiện lành, tuy có khổ đau trong bốn đế nhưng vẫn còn chút ít chí sáng, nên tìm đến việc thiện mà xây dựng bồi đắp như bố thí, cúng dường, trì giới, cho đến đạt các mức độ thiền định. Họ đang hướng mình đến đường thiện của cõi dục giới và sắc giới. Đây gọi là con đường phúc hành. Với hạng người biết thân cận hiền trí, còn đủ phước duyên có sẵn từ đời trước, biết học hỏi lắng nghe chánh pháp và hành trì những điều được học, đồng thời nhờ quyết tâm thật dũng mãnh vượt thắng, thì số ít người như vậy sẽ tiến đến các tầng bậc của vô sắc giới trên lộ trình của bất động hành. Nhưng cho dù có đến nơi đâu thì cũng chỉ là quanh quẩn trong ngôi nhà lửa tam giới, nên một hành giả học Phật tận rốt ráo chỉ muốn rời xa sinh tử mà thôi. Hành trình mà Phật đi qua và dạy bảo thật rõ ràng: ta đi trên con đường nhưng không bước tới và không đứng lại. Thông điệp này là chỉ ra hướng đi của bát chánh đạo. Vì không lợi dưỡng, không khổ hạnh, lìa bỏ thường kiến là hiểu được vạn pháp do duyên diệt. Xa rời đoạn kiến là hiểu được vạn pháp do duyên sinh. Từ đấy dứt bỏ tà kiến mà chánh kiến phát sinh. Ngay cho đến ác pháp phải đoạn diệt,
tất đã rõ ràng, mà kể cả thiện pháp cũng buông xả. Vì ác pháp thì sẽ bị chìm xuống, mà thiện pháp cũng không tránh khỏi trôi dạt. Chỉ có sự buông bỏ, không tìm cầu mới hoàn toàn chấm dứt. Vào giờ học Phật Thừa Tông Yếu Luận, Thầy Nguyên Định giảng giải chủ đề tùy thuận thế gian và cứu giúp thế gian bằng cách hướng dẫn học viên dành ra một phút mặc niệm để cùng chia sẻ đến sự kiện tổn thất vô số sinh mạng cùng các thiệt hại to lớn vừa mới xảy ra qua trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sự kiện thứ hai là Đại trưởng lão Hòa Thượng Tinh Vân vừa viên tịch. Ngài là một vị đại sư đã cống hiến toàn bộ công sức cho một nền giáo dục Phật học nói chung, kể cả việc biên dịch kinh sách mà chúng ta đang sử dụng hiện nay. Nêu lên hai diễn biến thực tế trong đời sống để nhắc nhớ người tu học Phật Pháp không lúc nào xa rời pháp hành và luôn tùy thuận mà dang rộng vòng tay cứu giúp đến vạn loại chúng sinh. Nếu có thể bố thí cúng dường thì là việc tốt, hoặc chỉ bằng một niệm tưởng nhớ và hồi hướng công đức cũng là biết san sẻ nỗi khổ niềm đau của chúng sinh nơi đó. Năng lượng từ bi của người học và hành theo Phật cần phải ý thức và biết ban rải với tấm lòng hoan hỷ ngay trong tâm lượng bình đẳng, đúng lúc kịp thời, cũng như lòng tưởng nguyện ghi nhớ công ơn và tri ân chư vị thầy tổ đã dành trọn cuộc đời cho đạo pháp. Phật pháp bất ly thế gian pháp, nên bài học này nói lên mối liên kết thật hết sức gần gũi giữa đạo và đời. Phật đạo lại càng thể hiện sự thực dụng từ giáo lý đại thừa, không xa rời thế gian mà lại tùy thuận cứu giúp chúng sinh với lòng thệ nguyện, với tâm từ bi, nên các vị Phật chưa từng lánh xa một ai. Rất nhiều bài kinh Phật có lời chỉ dạy về cuộc sống gia đình, đạo hiếu như kinh Vu Lan, tình nghĩa vợ chồng trong kinh A Hàm, cũng như kinh sách đã chỉ dẫn làm sao có được một đời sống an vui của một người Phật tử tại gia, phương cách trị quốc an dân của một nhà lãnh đạo, vân vân. Một nếp sống có được tự tại an lành mà không tạo ra nguy hại cho vạn loại hữu tình chung quanh. Chúng sinh có an vui thì Phật mới an vui. Những phương thức hành động thực tế để tùy thuận chúng sinh như là công việc bố thí, chương trình từ thiện, trợ giúp thiên tai, giúp người khốn khó hoặc phóng sinh, vân vân. Thầy chia sẻ 4 quy tắc tạo thêm phấn khởi trong việc học, tu cho đạt thêm hiệu quả. Thứ nhất là biết tận hưởng niềm vui khi tu học, là chọn lựa phương cách giúp cho tâm lý thật thoải mái khi học, sẵn sàng phối hợp các hình thức tu tập để tạo thêm sự tích cực, ngay cả vừa làm vừa tu, và giao tiếp trao đổi cùng đồng tu sao cho thêm tăng ích. Thứ hai là biết phân chia thời gian trong ngày cho hợp lý để ôn lại những gì đã học nhưng chưa nhớ, đồng thời tìm hiểu thêm các tài liệu bài giảng liên quan để hỗ trợ, giải thích rõ ràng các thắc mắc và giáo nghĩa cho được thỏa đáng. Thứ ba là phải chủ động trong cách học, tránh các cách học thụ động vì cho rằng thiếu thời gian hoặc quá bận rộn công việc, vì chỉ có chủ động học pháp thì mới có hiệu quả thiết thực. Xem việc tu học là phần chính yếu trong nếp sống hàng ngày thì mới mong có được thành tựu như ý. Thứ tư là kiên trì, thường xuyên tinh tấn với thời gian biểu đã đặt ra để có được tiến bộ nhất định sau thời kỳ thực hành. Tinh tấn mới thật sự mang lại ích lợi và tăng trưởng trong cả việc học lẫn hành. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 2 năm 2023, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5h45 đến 6h45 chiều, Thầy Thanh Nguyên giảng Vi Diệu Pháp. Lớp cao đẳng từ 7h đến 9h tối sẽ được học Kinh Tương Ưng do Thầy Minh Hạnh giảng và Phật Thừa Tông Yếu Luận qua lời giảng của Thầy Nguyên Định. Trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp, cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org. Các học viên hãy kiểm tra email vào mỗi ngày
để được biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Mọi sự phát tâm tiếp nối chương trình giảng dạy Phật Pháp cũng như mọi câu hỏi thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.